Xin chào các bạn đã quay trở lại với Gia Bảo Luxury. Havelot là một thương hiệu đồng hồ rất nổi tiếng, nhưng các bạn thực sự đã hiểu hết về thương hiệu này? Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu 5 điều các bạn có thể chưa biết về Havelot. Havelot được xây dựng từ các di sản phong phú cũng như truyền thống lâu đời của nghệ thuật chế tác đồng hồ, nhưng sức mạnh của Havelot nằm ở sự đổi mới không ngừng và sự hiểu biết về kỹ thuật tiếp thị của thương hiệu. Havelot bước vào thị trường ngành công nghiệp đồng hồ khá muộn, bắt đầu cuộc hành trình từ những năm 1980. Thế nhưng thương hiệu nổi tiếng này lại không sợ thua kém bất kỳ ai. Với việc sử dụng những vật liệu chế tác đa dạng mà ngành công nghiệp đồng hồ chưa bao giờ thấy trước đây, Havelot đã tạo cho mình được chỗ đứng vững vàng và phù hợp. Vậy thành công của Havelot là gì? Đó chính là mang lại sự đổi mới và truyền thống lâu đời của đồng hồ đeo tay nhằm tạo ra một thứ gì đó mới mẻ, táo bạo và khác biệt nhưng vẫn đủ sức hấp dẫn những người tìm kiếm một chiếc đồng hồ cá tính. Havelot được xem là ngôi nhà của những vật liệu chế tác đồng hồ độc đáo nhất từng được đưa vào để sản xuất trong thế giới đồng hồ. Có thể kể đến một số vật liệu đáng kể như Magic Gold, hợp kim vàng 18K đầu tiên và duy nhất trên thế giới, Gold Carbon và Titanium Carbon, Texalium và Osmium, một trong những nguyên tố kim loại hiếm nhất được con người biết đến. Sự ám ảnh của Havelot đối với các vật liệu mới lạ bắt đầu vào năm 1980. Sau 3 năm nghiên cứu sâu rộng, đã mở đường cho chiếc đồng hồ đeo tay của dây cao su đầu tiên trên thế giới. Mặc dù không bán được một chiếc đồng hồ nào khi ra mắt tại hội chợ Basel vào năm 1980, chiếc đồng hồ này đã trở thành một thành công thương mại với doanh số vượt quá 2 triệu đô la trong năm đầu tiên. Dây đeo cao su ngày nay phù hợp với hầu hết các thể loại đồng hồ thể thao hoặc đồng hồ lặn, nhưng giờ đây bạn đã biết thứ này bắt nguồn từ đâu và ai đã phát minh ra nó. Tiếp theo, một câu chuyện khá hài hước đến từ ông chủ của giải đua công thức 1, Bernie Ecclestone đã bị tấn công và cướp bởi vài người đàn ông trong năm 2010. Điều thú vị là khi xảy ra vụ cướp, chiếc đồng hồ Havelot F1 King Power phiên bản giới hạn có mức giá lên tới 200.000 USD của ông cũng bị cướp. Nhưng thay vì sắt muối vào vết thương, ông Ecclestone đã tạo nên sự hài hước cho vụ việc bằng cách chụp ảnh tự sướng khuôn mặt bị đánh đập của chính mình. Sau đó, ông liên lạc với công ty Havelot và đề nghị sử dụng bức ảnh tự sướng của mình để sử dụng như một phần của chiến dịch quảng cáo có tên "See What People Will Do For Havelot". Đo thời gian cho người đàn ông nhanh nhất thế giới. Đối với một thương hiệu đồng hồ, sẽ thật là tuyệt vời khi được kết hợp với người đàn ông nhanh nhất trên hành tinh. Havelot đã công bố mối quan hệ đối tác của họ với Usain Bolt và thậm chí còn vinh danh toàn bộ sưu tập trong tên của mình cho kỳ công phá kỷ lục của Bolt có tên là The King Power Usain Bolt. Được biết đến với tư cách là một số tên tuổi lớn nhất trong thế giới thể thao, Havelot cũng là thương hiệu cao cấp đầu tiên của Thụy Sĩ đầu tư vào bóng chày, môn thể thao phổ biến thứ 2 trên thế giới. Thương hiệu đồng hồ cao cấp đã công bố mối quan hệ đối tác của họ tại Cricket World Cup 2015 và thậm chí đã phát triển một chiếc đồng hồ chronograph theo chủ đề cricket cổ điển để kỷ niệm. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ cho các bạn 5 điều mà các bạn có thể chưa biết về thương hiệu Havelot. Nếu như các bạn có câu hỏi hay là thắc mắc gì, hãy comment xuống bên dưới và Gia Bảo Luxury sẽ giải đáp hết tất cả các thắc mắc của các bạn. Còn bây giờ thì cũng là lúc kết thúc video. Đừng quên subscribe kênh Gia Bảo Luxury nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.